ta đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngàn tình người. Thương quê hương, điều linh bùa đầy, yêu không gian, dân quê đời này. Nước ngàn mới, những cánh chim bay, xin giữ non sông, khó phải cầu thề. Trời biển xanh hàng, quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa, bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa, cho mùa kinh hoàng. Yêu không có, nhìn trời thân yêu, anh bay xa mãi, tình đàn chiêu đi, nhớ quê nhà. Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 31 tháng 12 năm 2022. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô. Dạ vâng, Nam Phương chào chú, chuẩn bị Happy New Year rồi chú. Cảm ơn cô, và tôi xin nhắc đến cái điều này, nhưng mà chắc chắn ngày hôm nay là ngày cuối tuần. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối tháng, và nhất nữa là ngày hôm nay cũng là ngày cuối năm. Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm, thưa cô Nam Phương? Con số thất thường, mơ hồ. Không ai trả lời được cho đến lúc nào người ơi nhớ chăng ta là cát bụi, trở về cát bụi. Một năm trôi qua, chúng ta đã trải qua rất nhiều sóng gió, những cung bậc cảm xúc khác nhau qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này mỗi cuối tuần, thưa cô. Cuộc sống dẫu có vội vàng tấp nập đến đâu, thì cũng chẳng thể nằm ngoài quy luật tự nhiên và bất biến của thời gian, của tạo hóa. Quả thực, thời gian như một cơn gió thổi nhẹ mới hôm qua. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện ngày cuối năm của năm 2022. Nhớ lại khoảng thời gian vừa qua, có khó khăn, có nước mắt, có ly biệt, có thương cảm, và tôi nói có ly biệt người khách mời sẽ nghĩ đến, và một người khán thính giả đang nghe chương trình này nghĩ đến những ly biệt của mình. Nhưng chúng ta đang nỗ lực sống, ước mơ, kỳ vọng và vui vẻ, vui cười với nhau. Vậy khi hồi tưởng lại những gì đã trải qua năm 2022, chúng ta có cảm thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều hay không, thưa cô? Chúng ta sống có tốt hơn không? Cảm xúc chúng ta là những gì? Chúng ta có muốn nói những lời cảm ơn với những người thân mến nhất? Và điều ý nghĩa nhất trong 12 tháng vừa qua đối với chúng ta là điều gì? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn 1160 AM, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, xin gửi lời chào đến Trung tá, cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Nguyên Bình. Thưa nếu chị Bình nghe được tôi ạ. Tôi xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và chào các khán giả đang nghe đài Từ Cánh Đồng Mây của anh. Thưa chị, có nghe có thể nói chị là một trong những người khách mời đúng giờ đúng hẹn. Là vì mỗi tuần là chương trình của tôi làm trực tiếp, thưa chị biết, trực tiếp không có thâu lại, đi toàn cầu,
Mà nếu không có khách mời, không có khách mời thì phiền lắm. Mỗi một phút qua đi thì phiền lắm. Trước khi chúng ta nói chuyện thêm, trước hết là chúc mừng chị đã, cũng như chị chúc mừng cho tôi, chúng ta đã sống qua được một năm nhờ ơn trời Phật, khỏe mạnh, vẫn vui, vẫn cười, vẫn nói nhau được ngày hôm nay. Thời tiết Hà Nội như thế nào? Thời tiết Hà Nội như thế nào thưa chị Nguyễn Nguyên Bình? Thời tiết Hà Nội thì mấy hôm nay thì lạnh hơn. Lạnh hơn, tức là năm nay phải nói là thời tiết Việt Nam, Hà Nội nói chung thì mùa đông đến rất là muộn. Mới đến độ khoảng một tháng nay thôi, đáng nhẽ nó phải đến sớm hơn. Thế từ hôm Noel đến nay thì nó lạnh hơn. Và nó cũng chỉ có chút ít mưa thôi, đa số là lạnh nhưng mà nó khô ráo. Thì nói chung nếu mà những người đi làm, đi ăn thì người ta thấy thời tiết này thì cũng gọi là dễ chịu. Chứ không ở Hà Nội mà vừa mưa vừa rét thì khổ lắm. Nếu nói chuyện với chị ngày hôm nay cũng như lần trước, mà tôi không nhắc đến một người bạn trọng kính thân quý của tôi, thương cha biết cha rồi mới thương con biết con. Chắc là chị biết là tôi nhắc đến ai. Cụ đã qua vãng, cụ thiếu tướng đã qua vãng hình như được 2 năm, 3 năm thưa chị? 3 năm đấy ạ. Nguyễn Trọng Vĩnh vẫn sống trong những người làm việc tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam rất nhiều. Tất cả những người tôi nói chuyện với, chị biết, cũng như một người rất là trọng kính bây giờ là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, rất quý mến Nguyễn Trọng Vĩnh, vẫn thương mến. Gia đình ngoài cụ ra, chị được tất cả bao nhiêu người chị em, anh chị em trong gia đình thưa chị Nguyễn Bình? Nhà tôi thì cũng so với cái lúc mà thời các cụ còn trẻ thì cũng không gọi là hiếm, cũng không khỏi là đông. Tức là nhà tôi là đầu này, xong này tôi có 3 người em, tức là nhà tôi có 4 chị em. Người ta thường nói là con ông cháu cha. Nguyễn Nguyên Bình là con ông cháu cha, Nguyễn Nguyên Bình là con cháu các cụ đấy. Tại sao không lên, không ở để lên tới đại tá hay là lên tướng mà lên tới trung tá rồi đi ra làm sao? Là cựu chiến binh làm sao? Thưa chị. Tôi thực ra thì tôi là rất thực tế. Hôm nọ tôi có viết một cái status ở trên Facebook ấy, thì tôi nói là tôi thế nào mà cứ luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị một cái tình huống gì để mà mình không bị chịu một cái áp lực nào cả. Thế thì khi tôi đang làm việc ấy, thì tất nhiên là tôi làm việc cũng tốt và được anh em người ta tín nhiệm. Nhưng mà tôi đã nghĩ rằng là một cái ngày nào đó nếu ai bắt mình làm một cái việc gì mà mình không đồng ý về mặt nguyên tắc ấy, thì mình sẽ xin thôi, mình làm cái việc khác. Thế thì tôi có đăng cái hình ảnh là tôi cắt tóc. Cái hồi tôi còn ở cơ quan thì tôi cũng học được cái việc cắt tóc. Thì tôi cắt tóc cho anh em ở trong cơ quan và kể cả cắt tóc cho cái ông thủ trưởng ở cơ quan tôi nữa. Thì trong khi tôi cắt tóc cho ông ấy thì tôi mới nói rằng là hồi đấy tôi gọi ông bằng chú, thì tôi bảo là nếu mà những cái công việc bình thường mà cháu làm thế này ấy, thì cháu cũng thấy công việc rất là hay, vì trước đây tôi nghiên cứu Trung Quốc mà. Thế nhưng mà ví dụ như ông trưởng phòng hay là một ai đó mà bắt cháu phải làm một cái việc gì nó sai trái thì cháu thôi luôn đấy chú, xem này cháu có nghề cắt tóc này, cháu sẽ đi ra vỉa hè cháu cắt tóc. Tôi à, tôi thưa với chị này, mình biết cái câu chị học tôi học biết là con vua thì phải làm vua, đúng không? Chị có ông bố oai lắm, làm đại sứ tại bên Trung Quốc dài nhất, lâu nhất, từ xưa nay chưa có, hình như 13-14 năm tôi nhớ lại những lần tôi nói chuyện với cụ. Cái này hỏi cho nó vui thôi nhá, chị vừa mới nói tôi vẫn hỏi thôi. Có bao giờ chị nghĩ là mình có ông bố oai như vậy mình dựa hơi không? Không, ông bố tôi không cho tôi dựa hơi chứ anh trưởng à. Ông ấy khi tôi đi làm việc, tôi đi học thì ông ấy cũng chờ, coi nhờ hồi đấy là có cái thời gian tôi học ấy thì không phải là thi vào đại học mà là người ta phân công vào đâu thì mình vào đấy. Thế xong rồi trong thời gian học thì tôi học rất là tốt, tôi là một trong 5 người đứng đầu lớp mà lớp tôi có 80 người. Thế thì xong rồi khi đó học ra trường thì lúc ấy dễ dàng tìm công việc lắm, thì người ta phân công đâu thì mình làm đấy. Và ông bố tôi thì ông bảo mặc kệ mày, ai phân công đâu hay là ai hưởng thế nào thì mày hưởng như thế, tao không có can thiệp.
Lý do ông nghiêm lắm. Dạ, dạ, tôi biết là những cái lần tôi nói chuyện với thiếu tướng là có lẽ bốn lần thì phải. Có lần ông viết một cái lá thư cho người con gái không biết là thứ mấy của ông ở bên bên nước Đức. Đấy là em thứ ba của tôi ạ. Tôi hỏi cụ là thiếu tướng có cho tôi đọc cái lá thư này trên radio trên toàn cầu không? Ông cứ đọc đi. Cái gì tôi nói trong cho con tôi là sự thật cơ mà. tôi vẫn còn ghi cái lá thư đó. Tôi vẫn còn cái lá thư đó. Chị có nhớ lời cái lời bố của chị đã viết cái gì cho người con thứ ba không thưa chị? Đó, ông ấy rất là mừng là vì bên Đức cái lúc ấy là đã gọi là diễn biến hòa bình rồi đấy. Mà em tôi nó được vẫn được làm việc cũ của nó và thậm chí là còn được tăng lương. Thế rồi cuộc sống nó rất là tốt, nó diễn biến hòa bình chẳng ảnh hưởng gì xấu cả. Ông ấy nói một cái ý như thế. Thưa chị, trong phần nhập đề luân khởi mở đầu chương trình của chị ngày hôm nay, tôi có nhắc đến ngày hôm nay chị đã gần qua năm mới rồi. Bây giờ tôi thì đang là ngày cuối tuần, ngày cuối tháng và ngày cuối năm, đang đếm từng giờ, từng phút một. Chị nghĩ lại trong cuộc sống của chị, nơi chị đang ở, có cảm xúc gì? Có muốn nói những lời gì nhất là một người Việt Nam trong năm vừa bây giờ? Và nhất là nhớ những điều gì mà chị cần phải cảm ơn tôi? Cái này là có lẽ là phần chót của chương trình tôi mới nói, nhưng tôi vẫn hỏi chị trước như vậy. Có những điều gì cảm xúc trong năm nay 2022? Thì chúng ta Nguyễn Nguyên Bình. Trong năm 2022 ấy, thì nó có một cái là cái nửa đầu năm thì nó vẫn còn dính cái COVID, dịch COVID. Và lúc ấy thì nó còn vẫn còn ở trong cái mà người ta chủ trương là zero COVID ấy. Cho nên lúc ấy đi lại làm ăn rồi công việc cái gì nó cũng khó khăn. Nhưng mà khi mà được giải tỏa, gọi là ông Phạm Minh Chính ông ấy đề ra là sống chung với COVID thì mọi thứ nó giải tỏa bớt đi. Thế nhưng mà tôi thì cũng có cái mừng là tôi cũng có bị COVID. Có tiêm mấy mũi vaccine của Mỹ rồi, thế nhưng mà cũng vẫn bị COVID, nhưng mà bị thì nó cũng nhẹ thôi. Thì tôi cho đấy là cái may mắn, tức là mình đã trải qua được cái dịch COVID và cũng không có ảnh hưởng gì xấu đến sức khỏe. Bây giờ thì vẫn bình thường. Thế thì tôi cho là đấy, riêng bản tôi, thân tôi thì tôi thấy thế là may mắn. Thế còn trong gia đình con em, cháu chắc của mình thì cũng có người bị, có người không, nhưng mà nói tóm lại thì đều vượt qua được cái dịch đấy. Thì đấy là riêng ở trong cái gia đình tôi. Thế còn nghĩ rộng ra ấy, thì tôi thấy là có nhiều cái đáng lo hơn là đáng vui. Nghĩ về đất nước ấy, thì lúc nào cũng cảm thấy có nhiều cái mình phải suy nghĩ và mình cảm thấy nó lo ngại cho cái tương lai của đất nước, của dân tộc. Thế chị có nhắc đến tên một người, nó đúng ra là nhà chị nhắc đến tên ông thủ tướng Việt Nam bây giờ, Phạm Minh Chính. Cái này là suy nghĩ của tôi nhé. Tôi đã theo dõi làm việc qua chương trình này, biết nhân vật này từ lâu rồi. Nhưng mà thực sự với tôi, đối với tôi, đồng ý ông có bằng kỹ sư gì ở bên Romania là gì, ở đâu đó? Đúng rồi, ông ấy học về xây dựng. Thường bằng cử nhân thường thôi, thưa chị Nguyễn Văn Bình. Tôi nghĩ là ông không giỏi đến nỗi mà ông thốt ra được cái câu là chúng ta phải sống chung với đại COVID. tôi đánh giá ông... Nhưng mà ông ấy cũng có một cái là ông ấy có đi thực tế và ông ấy cũng có chịu nghe một số cái ý kiến của mọi người, chứ không phải là tức là ông cũng dám quyết đoán. Thì tôi cho cái việc đấy là của ông là tốt. Không, tôi nói là không tốt. Nhưng mà chị vừa nói là chịu nghe. Thực ra thì cái vấn đề người làm đầu nên có một tập đoàn tốt đứng bên cạnh mình để làm việc. Nhưng mà đối với cá nhân ông ấy thì tôi không đánh giá ông ấy cao đâu. Nhưng mà thôi, không, cái chuyện không sao, cái chuyện nó chuyện bình thường. Mỗi người con mắt, mỗi người đánh giá một cái điều như vậy. Có một cái điều chị nói là cách đây một nửa năm hay một năm đi, hay bên chúng tôi là khoảng chừng một năm hay hai năm đi. Có dính đến vụ COVID China COVID-19. Và nếu tôi không lầm thì ngày hôm nay cái vụ China COVID-19 này
nó vẫn còn dính líu đến nhiều người lắm. Cái điều suy nghĩ của tôi về có đúng hay không, thưa Trung tâm với Nguyên Bình? Tôi nói trong nước, trong nước. Anh nghĩ thế không đúng, trong nước ấy. À. Mà chúng tôi cũng nghĩ thế. Tại vì là một là nó ảnh hưởng đến cái đời sống và kinh tế xã hội nói chung. Thì bây giờ ai cũng vẫn còn đang bị ảnh hưởng chứ đã thoát được đâu. Rồi có những ngành nghề nhanh như con tôi nay làm du lịch ấy, thì cái Covid nó làm cho bị thất thoát rất là nhiều. Bây giờ bắt đầu ngóc đầu dậy, bắt đầu khởi động lại ấy, thì cũng rất là khó khăn. Thì cái đấy thì ảnh hưởng là rõ rồi. Mà sau khi Covid xong thì tất cả xã hội bây giờ cũng đang chuẩn bị một số cái doanh nghiệp hoặc là ngành nghề người ta cũng bắt đầu khởi động lại. Thì cái khởi động lại rất là khó khăn. Thì lại động vào những các cái vấn đề lạm phát, khởi động vào những cái tham ô, tham nhũng. Bao nhiêu cái tiền đầu tư công ấy nó thất thoát rất là nhiều, hàng nghìn tỷ. Cho nên là cái tiền ở trong ngân hàng bây giờ nó cũng đang còn khủng hoảng. Nói chung là nhiều cái bây giờ cũng cái việc khởi động lại sau Covid là nó đang rất là khó khăn. Tôi không có điều gì phải phản biện lại cái điều khởi động lại khó khăn về kinh tế và tài chính. Ở đâu cũng vậy thưa chị. Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi coi như một nước có thể nói oai hùng giàu nhất thế giới, cũng đang leo từng bước một, lần mò từng bước một, từng bước trên âm thầm một. Nhưng tôi ý của tôi muốn nói đến dính líu đến COVID-19 về chính trị. Tôi chắc là chị hiểu ý của tôi, thưa chị Nguyễn Văn Bình. Vâng, vâng, đúng như thế. Sống mà cái COVID này thì đầu năm nó, à không phải, mấy năm trước, nó từ ở bên tàu, nó lan sang Việt Nam và nó làm sang ngay những cái trung tâm công nghiệp của Việt Nam là ở phía Tây Nam ấy, ở Sài Gòn ấy. Thế rồi sau khi đó thì nó tạm gọi là lắng lại, nó tạm đỡ khó khăn. Thì bây giờ tôi đang lo lắm. Tôi đang lo sắp sửa nó lại tràn thang bây giờ đấy. Cái chuyện chị lo có nghĩa là nó ngoài tầm tay của chị, ngoài cái nhìn quan sát của chị qua biên giới, cái đó là chuyện khác tôi không đề cập đến. Tôi đề cập đến những vấn đề chị sống tại Việt Nam, chị với tôi đã quá thất thập cổ nay hy rồi. Tôi không biết chị sống ở Hà Nội bao nhiêu lâu, chị ở bên tàu bao nhiêu lâu với ông cố thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Nhưng tôi nghĩ có lẽ từ năm 1975 tôi phải bỏ nước ra đi thì chị cũng đã, vì chị ở Hà Nội từ năm 1975 tới bây giờ. Có bao giờ chị nghĩ? Có bao giờ chị nghĩ? Tôi nghĩ là chắc thời ông bố Nguyễn Trọng Vĩnh không có những chuyện đó, hay chưa có, hay nó chưa ra ngoài những con giòi nó chưa bò ra khỏi lọ. Có bao giờ chị nghĩ Việt Nam ở thượng tầng cơ sở như vậy, bây giờ nó láo nháo như cháo với cơm, nó hỗn loạn như vậy, có bao giờ chị nghĩ như vậy không, thưa Trung tâm với Nguyên Bình? Tất nhiên là tôi phải nghĩ chứ. Tôi có biết một cái status ấy, vừa rồi anh biết là có một cái vụ mà một cái công ty nó mới làm một cái cuộc vinh danh một cái bà nhà thơ, và nó vinh danh bà ấy là nhà thơ của thế giới và được bao nhiêu là cái thứ chức danh của một cái hội đồng gì đấy của thế giới. Thế thì mọi người mới ầm ồ lên để mà mắng mỏ rồi thì là bàn tán cái đấy. Thì tôi bảo chả có cái gì đáng bàn tán cả, bởi vì nếu mà cái vụ đấy làm sao mà đã bằng được cái vụ Việt Á hay là cái vụ giải cứu người ở nước ngoài mà giải cứu để về Việt Nam cho nó tránh Covid ấy, thì những cái vụ đấy còn to lớn hơn, mà cái sự vậy là rột từ nóc rột xuống còn ghê gớm hơn. Chứ còn cái nhà thơ vớ vẩn mà được tổ chức vinh danh của một cái công ty tư nhân thì có cái gì mà phải xôn xao. Đấy anh xem, đấy tôi nghĩ như thế. Chị nghĩ đó là một phần đối với nhà thơ đó, nhưng mà có một cái phần khác không phải là nhà thơ. Nhưng mà chị có nhắc đến công ty Việt Á, anh tổng giám đốc hay giám đốc chỉ đó tôi cũng chẳng hiểu cái chức vụ của anh ta làm gì, còn trẻ đáng tuổi con tôi. Được vinh danh huy chương hạng 3, tôi nhắc đến tên là cái gì đó, Phan Việt Á hay là Phạm Việt Á. Hay có những người đàn bà tôi cũng nghĩ là cũng không giỏi đến nỗi như vậy, nhưng mà cũng có những người, tôi xin phép là tôi nói, cũng có những người họ biết bước qua giường, họ biết bước từ những cái giường này qua giường khác, họ nổi tiếng như là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Những người này có cần nhắc đến hay không, thưa chúng ta Nguyễn Nguyên Bình?
những cái đó thì cần nhắc quá, cho nên tôi mới nói là những cái vụ như là AIC này, yeah, rồi cái vụ Việt Á này, rồi cái vụ giải cứu này, những cái nó to tát như thế, nó rột từ nóc rột xuống thì mới đáng phải nhắc. Chứ còn thì đấy đã bảo cái nhà thơ kia nó chỉ là cái bé nhỏ nó đáng gì để mà nhắc. Nhưng mà tôi muốn nói là cộng đồng người ta lại cứ xôn xao, người ta cứ nói nhiều về cái nhiều vụ đấy. Cho nên tôi mới lại so sánh với ba cái vụ kia. Và đấy bây giờ thì mình đã rõ rồi. Đã rõ là những ông như là ông thủ tướng thường trực, rồi ông thủ tướng phụ trách văn xã thì đã bị dính những cái vụ đấy. Thế thì đúng là nhà từ nóc rột xuống, rột từ nóc rột xuống còn gì nữa. Mà cái đó thì làm sao một cái người công dân như chúng tôi mà lại không buồn được, mà lại không lo được. Nhiều người chỉ nhắc đến, tôi nhắc về mới nhắc đến, tôi không biết là anh ta là họ Phan hay họ Phạm Việt Á, hình như đang ở trong lò rồi. Một người vâng, cái đấy thì nó, nhưng mà đấy là những nhân vật nó bé nhỏ, nó chỉ là hình nhân thế mạng thôi. Tôi cũng biết chắc chắn như vậy, một cậu bé như vậy làm sao mà điều khiển được tất cả một công ty đi cả các nước 63 tỉnh. Một cậu bé bằng đó tuổi làm sao có thể điều khiển một tài khoản tới gần 4.000 tỷ. Một cái người thứ hai nữa, tôi muốn nhắc với chị, tôi có hỏi thăm một vài người ở trong bên công an mà tôi thân biết để làm việc với, và để có tin tức qua chương trình này thì nghe đâu là công an họ đã nói cho nó vui là họ đã mời được Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước rồi. Đã mời được về nước rồi chứ không phải đi bắt như ngày xưa cái gì đó, Trịnh Xuân Thanh gì nữa. Còn ngày nào mà đưa Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh, cái đó là đi bắt thì nhục nhã cho cả một cái nền ngoại giao của một đất nước cách đây 1-2 năm. Nhưng bây giờ thì họ đã mời được Nguyễn Thanh Nhàn về nước rồi, còn ngày nào ra trình diện cho mọi người thấy sắc đẹp thì chắc còn phải chờ. Có những người tôi rất là ngạc nhiên đối với cũng như chị vậy. Nhưng mà tôi hỏi chị hôm qua, chị hỏi tôi hỏi chị ngược lại ấy. Bây giờ công an điều tra những người này, bắt những người này, vậy thì ai điều tra công an, ai bắt những người công an, thưa Trung tá Nguyễn Văn Bình? Đấy chính là vì nó là một cái thể chế mà nó không có tam quyền phân lập, cho nên là công an rất là an toàn, không có bị ai hỏi đến gì cả. Một thể chế, chị vừa mới nói, nếu tôi suy nghĩ không đúng thì chị có cho tôi biết, là vì tôi không phải là thứ nhất là người cộng sản, thứ hai tôi không sống ở trong Việt Nam, không có luật về đảng. Dù là họ đang lãnh đạo toàn diện triệt để trực tiếp, nhưng đảng không bao giờ chịu trách nhiệm cả. Điều suy nghĩ như vậy có đúng không? Có đúng không thưa Trung tá Nguyễn Văn Bình? Thì anh phải, chắc là anh cũng nghe cái câu công an người ta nói là công an thì còn đảng còn mình, đúng không? Dạ có. Đấy, thế thì công an mà lại chỉ nghĩ phục vụ cho đảng, mà chỉ tồn tại vì đảng thôi, mà đảng lại chỉ có một đảng thôi, không có một cái đảng nào khác cả, thì làm sao mà có thể ai động đến công an được? Chị nói chỉ có một đảng. Cái đấy thì nó rõ rồi đấy. Dạ dạ, tôi xin lỗi chị nói tiếp đi. Thì đấy, tôi chỉ nghĩ như thế thôi, bởi vì là rất là đầu điều tra từ trên xuống dưới, thì bao nhiêu những ông to, bây giờ to nhất là mấy ông ủy viên Bộ Chính trị đều bị sổ khám, hoặc là bị cách chức, hoặc là bị kỷ luật nhé. Thế nhưng mà chỉ có một cái điều là các cái ông ấy có tội thật, đồng ý, nhưng mà có lại kết luận là có tội hay không lại do một cái ông to hơn, một cái ông mà ông ấy nắm tất cả mọi thứ trên đời. Cái ông to hơn đó có nhắc tiếp thì cũng chả sao, cũng vui thôi. Có lần chị nói với tôi đừng làm các thầy cô buồn. Ông to hơn chị nhắc đến, có lần ông nói đứa nào trong Việt Nam này mà kêu đa đang cái gì đa đảng à, đa nguyên đa đảng là một điều khốn nạn. Tôi đó không phải là nguyên văn, lâu quá tôi đọc ông to gần như thế. Ông to làm bạn với Trung Quốc, nhưng mà chị nói tôi biết, có thể tôi nghĩ sai, tôi đọc sai. Trung Quốc nó là đảng cộng sản, nhưng mà hình như nó có trong quốc hội của nó có 4, 5, 6, 7, 8, 9 đảng nữa phải không thưa Trung Quốc? Đúng rồi, tôi biết rồi. Có đúng không? Trung Quốc nó có, và nó không phải là gọi là trừ bỏ hết tất cả những các cái đảng,
mà họ cũng có, nhưng họ để nó làm như là cái cây cảnh thế thôi. Từ trước nay nó có bao giờ có một cái đảng nào ở ngoài Trung Quốc, ngoài đảng Cộng sản mà họ được lên làm nắm chính quyền đâu. Nhưng họ khôn đấy, là họ làm ra vẻ như thế để mà lừa mị nhân dân trong nước và lừa mị thế giới. Cái kiểu đấy là họ cũng có bản lĩnh hơn đấy. Tại sao mình sông liền sông, núi liền núi, bốn chữ vàng, 16 cái gì đó. Sao mình không học cái cảnh đó, cái cảnh nó trưng cho nó đẹp, cho nó đẹp mắt, sao mình không dám làm? Tôi hỏi chị cho nó vui thôi, tại vì thực ra chị cũng chả làm cái gì được, và tôi cũng chả làm cái điều. Nhưng mà tại sao mình học Trung Quốc, mình mến thương Trung Quốc như vậy, cái gì cũng Trung Quốc cả, tại sao không học cái điều đó của nó, thưa chị Nguyễn Minh Bình? Nhưng mà tôi phải nói này, khách quan mà nói, Trung Quốc họ phát triển được như bây giờ là do những cái người lãnh đạo, mặc dù họ cứ theo một cái thể chế gọi là độc quyền độc đảng, nhưng họ là ở trong cái lãnh đạo của họ có những cái nhà sĩ trị, và họ suy nghĩ về, họ có hiểu biết và họ có suy nghĩ về những cái vấn đề kinh tế nó sâu sắc hơn và nó nhạy bén hơn đấy. Có những cái chính sách của họ là nó phù hợp. Mà chỉ có một điều là tôi cũng thấy thắc mắc là rất là nhiều cái gọi là núi liền núi, sông liền sông, rồi thì 16 chữ vàng, rồi thì này nọ đấy. Nhưng chỉ có một điều là những cái mà người ta đã biết khôn ngoan và người ta đã làm được tốt để phát triển thì lại không, hoặc là không biết để mà học. Chị đang nói dùm cho tôi những cái chữ tôi suy nghĩ trong óc tôi khi chị phát biểu. Tại sao không học được những cái khôn ngoan của người ta, cho nó là cộng sản đi chăng nữa, mà được học những cái ngu, những cái khốn nạn như vậy. Nhưng mà nhắc lại thì tôi chỉ biết bà Bạch Lai Hy hay Bạc Lai Hy phải không ạ? Vâng. Chị biết mới đây hình như là Giang Trạch Dân, Giang Trạch Dân gì? Bạc Hy Lai, Bạc Hy Lai, Bạc Lai Hy, Bạc Hy Lai, vâng. Nhiều tên quá không nhớ, Bạc Hy Lai. Rồi mới hôm nay, cách đây 1-2-3 tuần hay 1 tháng gì đó, có một anh nào đó, tự nhiên tôi quên tên, có phải Giang Trạch Dân hay không, hay ông nào đó, bị Tập Cẩm Bình mời ra khỏi đại hội chính thức trên toàn thế giới. Hồ Cẩm Đào, ông Hồ Cẩm Đào. Tôi để đây mà tôi không biết ông nào, Hồ Cẩm Đào. Ông Hồ Cẩm Đào chứ không phải, còn ông kia Giang Trạch Dân, ông ấy chết rồi. Dạ. Yeah. Ông mới chết. Có thể là đấy là học những cái mời ra khỏi phòng họp, mời ra khỏi Bộ Chính trị Trung ương. Cái điều thứ hai, điều nhất tôi nói không có luật lệ với đảng. Điều thứ hai mà tôi muốn suy nghĩ, tôi thưa với chị nữa là cương lĩnh của đảng trên cả hiến pháp, quyền lợi của đảng cao hơn quyền lợi của đất nước, cao hơn quyền lợi của dân tộc. Có một nước nào nó như vậy đâu, thưa chúng ta Nguyễn Văn Bình. Vâng, đúng như thế. Tôi cứ nói này, ngay bên Trung Quốc nha, thì một cái người lãnh đạo nào lên thì dù họ hai bên cái người mới với người cũ nó có mâu thuẫn với nhau đến đâu, hoặc nó đánh đổ nhau, hoặc là nó giết nhau, nhưng cái sâu xa trong cái mục tiêu của họ vẫn là cái chủ nghĩa bành trướng giáo quyền Đại Hán, tức là họ vẫn nghĩ đến cái dân tộc của họ. Cái đó cũng là, nhưng đối với thế giới thì là dở, nhưng đối với dân tộc của họ thì là còn hay đấy. Tôi nghĩ cũng như vậy thôi. Đối với người Mỹ chúng tôi này, người Mỹ họ đi ra ngoài nước Mỹ này, họ làm những cái trò bị ổi lắm. Cái bị ổi duy nhất mà tôi phải nói là bị ổi là miền Nam Việt Nam. Vâng. Chị tôi không cần nhắc, giả chị cũng biết vậy. Đó là một cái điều bị ổi đối với một quốc gia nhổ liếm ăn. Nhưng những cái điều mà tôi nghĩ nếu mà chị nói được. Tôi lập luận, cái cá nhân tôi lập luận là đảng là cũng chỉ là một cái đảng, tôi là một nhóm người, họ họp với nhau, họ có một cái mục đích riêng của họ. Bên Hoa Kỳ này chúng tôi cũng có hai đảng vậy, nó cũng đánh nhau, nó cắn nhau như chó vậy. Đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ như vậy, bây giờ chị theo dõi chưa đến 2 năm nữa mới bầu cử Tổng thống. Nhưng mà nó quánh một cái anh cựu Tổng thống đời thứ 45 của Hoa Kỳ là anh Donald Trump. Anh ta đã xuống trước Tổng thống, anh ta về vườn rồi. Không còn một cái vạch lá, tức là không còn một cái lá, không một còn một sợi lông nào trong con người anh này mà bị không bị vạch ra. Làm vậy để làm cái gì? Nhưng mà chị thấy cái chính trị ở đâu nó cũng như vậy thôi. Thực ra ấy, tôi với chị hay là tất cả những người nào mà có tình yêu tình cảm với đất nước, muốn mong điều này điều kia ấy,
Em muốn mong đảng lắng nghe mình ấy. Thế là mình nói vậy để cho nó tự sướng thôi. Cho nó sướng thôi. Vâng. Hoang tưởng mà có thời gian có đúng không? Vâng. Những cái điều nhiều khi tôi với chị nhưng đã... mà đi dạ. Con người của mình nó không thể không suy nghĩ. À. Trước những các cái vấn đề của đất nước, mình không thể không suy nghĩ. Thế còn nếu mà mình chỉ ăn xong mình đi chơi thì mình nhẹ nhàng quá. Bây giờ tôi cũng có thể được như thế. Bởi vì bây giờ tôi chả thiếu cái gì cả. Tôi do cái cố gắng của tôi cũng sắp xếp được cái cuộc sống. Chẳng thiếu cái gì, chẳng làm sao. Nhưng làm sao mình lại không nghĩ đến đất nước, đến dân tộc được. Cái câu chị vừa mới phát biểu ấy. Nhưng làm sao mình không nghĩ đến đất nước, đến dân tộc được. Tôi có những người rất là quý mến khán thính giả trên chương trình Từ Cánh Đồng Mê. Tôi nhận được những lời khuyến khích vỗ về tình cảm. anh làm việc hai mươi mấy năm một mình, vẫn theo đuổi lý tưởng mục đích của mình, vẫn theo đuổi như cái điều chị vừa mới phát biểu là làm sao mình không nghĩ đến đất nước, đến dân tộc được. Nhưng nếu có những người biết như chị nói, như Trung Quốc, nếu như chị nói họ còn biết đến quyền lợi của họ, dĩ nhiên đối với quốc tế có điều không ra gì cả, nhưng họ vẫn có cái mục đích của họ là một quốc gia đi xâm chiếm, đi mở rộng ra như vậy. Mình không có cái điều đó, mình có những cái điều tôi xin phép chị đống với anh Trung Quốc ấy, anh ấy ăn cắp vặt, anh ấy khôn lắm, anh chế cái gì cũng được cả. Và tôi nghĩ anh Việt Nam mình, người Việt Nam mình cũng có cái tài vật đó. Chế cái gì cũng được cả, ăn cắp vật cả. Tôi không đi ra ngoài chương trình đâu, nhưng mà tôi hỏi như chị, một nước Việt Nam làm sao có thể chế được một chiếc xe điện ở trong nước? Chị có thấy chiếc xe điện VinFast nó chạy không? Có thấy không? Không thấy. Không thấy làm sao? Mấy ông lớn ở Hà Nội bên này, tôi có một cái cô, không phải của tôi, có một cô Việt Nam này ba mươi mấy tuổi, giỏi ăn gian tiền Medicare, tiền an ninh xã hội của Mỹ này tới 100 mấy chục triệu, mua cả 100 chiếc VinFast V8 cơ mà. À thế à, tài nhỉ, giỏi nhỉ. Tài chứ. Người Việt Nam mình làm sao, tôi xin phép chị, làm gì đã đủ chứ không phải làm sao, làm gì đã đủ, làm gì đã có khả năng để chế một chiếc xe điện, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình, không có đâu. Tôi nghĩ là đấy chỉ là một cái mánh lới thôi. Nghĩ là mang sang bán ở bên Mỹ chứ nó cũng chắc là người ta Mỹ, người ta có rất là nhiều cái điều kiện mà người ta không muốn mua và người ta không mua được cái xe như thế. Tại vì người ta mua cũng chả để làm gì được. Theo những cái luật lệ về thương mại của Mỹ cũng phải là dễ dàng mà bán được đâu. Nhưng tôi nghĩ đấy là một cái chiêu thôi. Thì tất cả những suy nghĩ của chị đều đúng như điều tôi vừa mới nói về một cô ghé 30 mấy tuổi, chưa đến 40 tuổi, tiền đâu mà mua 100 chiếc xe VinFast V8 của Việt Nam. Vâng. Cái điều đó là điều rửa tiền, nhưng mà bây giờ cô ấy cũng đang nằm trong tù giống như mấy ông mấy ông lớn ở bên. Vâng. Nhưng mà tất cả những mấy ông lớn ở Hà Nội đang nằm trong tù ấy. Tại vì chị ở đó, tại vì chị có sinh hoạt, tại vì qua bố thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh của chị nữa. Chị có biết ông nào không? Chữ gì anh đó, rồi Chu Ngọc Anh. Chu Ngọc Anh. Có biết ông nào không? Những cái lớp ấy thì sao tôi biết được. Cái lớp ấy nó cũng còn ít tuổi hơn tôi mà. Chứ còn cái lớp mà của ông cụ nhà tôi ấy, thì tôi còn biết. Tại vì cái lớp thế, thực ra nói với anh này nhá, cái thời ông cụ thì có thể cũng có nhiều người tham ô tham nhũng, nhưng nó không phải là hiện tượng phổ biến, và cái người như ông cụ nhà tôi không phải là hiếm, và những cái người liêm khiết đến mức độ như thế thì cũng nhiều lắm. Bởi vì người ta khi người ta xuất phát đi mà làm cách mạng theo gọi là để giải phóng dân tộc thì người ta đâu nghĩ đến cái chuyện tham ô tham nhũng, mà những cái người dũng cảm thì người ta mới dám đi. Thế còn tất nhiên là sau khi cách mạng thành công rồi thì nó cũng nảy nòi ra một số cái ông tham quyền cố vị, rồi tham lợi, rồi các thứ rồi linh tinh. Thế nhưng mà giờ sao thì vì là cái tỷ lệ những cái người mà như thế thì nó ít, còn bây giờ nó như dươi. Ngay ông Phú Trọng ông cũng nói là cái gì mà như tham ô tham nhũng mà như ngứa ghẻ đấy, nhà nó cũng có đấy còn gì. Chị nhớ một người rất là thân với chị, cũng như rất là thân đối với chương trình Từ Cánh Đồng Mê của tôi, là chị nhớ ông cố luật sư Trần Lâm, chánh án tòa án tối cao, tòa án Hà Nội. Vâng.
Có lần cụ thì ông hỏi. Là cái thế hệ lâu đấy, thế hệ cũ đấy, thế hệ mà còn ui dồi còn nhiều cái việc để có thể nói chuyện với anh lắm, nhưng mà nói qua cái này thì nó khó, nhưng còn cái diễn biến của cái lịch sử cách mạng Việt Nam ấy thì nó cũng rất là phức tạp, và nó bị ảnh hưởng của Trung Quốc rất là nhiều, từ xưa đến nay, từ mấy chục năm nay chứ không phải đến bây giờ đâu. Ngay từ cái hồi mà đấy cải cách ruộng đất là cái tội ác của Trung Quốc. Nếu chị nhắc đến như vậy, chị cho phép tôi nhắc đến một cái người mới bị xử lý đây này. Tôi không biết dùng cái chữ đó có đúng hay không. Nhưng mà bố của anh ta ngày xưa đó là Ngoại trưởng Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch, chị biết ông Nguyễn Cơ Thạch? Rồi, vâng. Bác ấy ở bên cạnh nhà tôi đấy. Ồ. Tức là chị biết con bồng với anh ta lớn lên từ lúc mặc quần. Phạm Bình Minh, biết Phạm Bình Minh. Có biết. Bố của Phạm Bình Minh nói một câu lúc mà cái gì đó, đại hội gì, tôi quên mất rồi. Ở bên Tàu, chúng ta lại đang lâm vào cảnh lô lệ lần thứ hai. Đại hội thành đô phải không thưa chị Nguyễn Minh Bình? Vâng. Ông ấy thì rất là biết rõ cái các cái thủ đoạn, các mọi cái thứ lược gan của Tàu, phải nói là thế. Chị nói về tham nhũng, tôi nói chị không có nơi nào, không nước nào trên hành tinh trái đất này mà không có tham nhũng đâu, đâu cũng có cả. Vâng, đúng như thế. Hình thức đúng là rồi. Hình thức khác thôi, hình thức này chứ không có chỗ vâng. Nào gọi là một chính quyền trong sạch, vâng. Chính quyền của dân, cho dân, bởi vì dân cả. Không có. Điều vâng. Đó, may ra chị chết đi, tôi chết đi thì may ra tìm ở trên thiên đàng. thì mới có điều vâng, đó. Đúng như thế. Cái điều mà tôi thắc mắc và có, tôi đọc một vài, hai ba bài ở trong nước thắc mắc là Phạm Bình Minh dĩ nhiên là có thể đã bị đưa tiền bạc cho... Tôi nghĩ là ông ta không ngu đâu, ông ta nhận tiền đâu. Đấy, vâng, chỉ có vâng. Cho tiền tôi cũng chẳng ngu gì tôi cầm. Vâng, còn tiền tôi đi trước mặt đâu. Nhưng mà có kẻ đằng sau nó đưa cho vợ rồi làm sao? Hay có vâng, kẻ... Cũng có thể lắm. Vâng. Chắc chắn chứ không phải có thể đâu. Chắc chắn đấy. Nhưng vâng. Mà mình không thấy, mình nói chắc chắn thì không đúng. Thì mình nói chứ có thể đi. Hay là... Nói cho nó đúng vâng, hay đúng là vợ rồi. Của ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn. Bây giờ tất cả mọi người vâng. Cả trên thế giới này biết ông Nguyễn và vợ Nguyễn Xuân Phúc, bà Thu Nguyệt hay bà gì nữa vâng. Là người điều khiển cái vụ Việt Á mà. Nguyệt Thu, tên là bà Thu. Ồ, bà Thu, Nguyệt Thu, Trăng Mùa Thu. Vâng. Trăng Mùa Thu. Nói đến những cái điều này tôi tự nhiên tôi nghĩ đến đến quê của tôi thưa chị. Chị biết là tôi sinh ra tại Nam Định. Nam Định nhiều, nếu mà nói cứ nói về nhân tài thì đã đừng nói về đảng làm gì, nhiều nhân tài lắm. Vâng. Nhà tôi ngày xưa đi sang nhà mấy ông lớn Trường Chinh Lê Đức Thọ. À thế là anh ở huyện Xuân Trường ý gì? Dạ vâng, thưa chị đúng. À thế tôi ngày xưa tôi bé tôi cũng ở Xuân Trường đấy, ở Xuân Châu. À, mình cùng quê vì ở Xuân Trường, vì ở gần các quan chức lớn. Không biết đúng là rồi. Mẹ tôi có nghĩ là tôi ở gần bậc thì đen hay không. Mẹ tôi nói bố tôi là bao nhiêu lần đấy là ông cho mẹ con tôi đi tôi ở lại, tôi mất con tôi. Nhưng mà tôi đang nói với chị ấy, có những cái group người Đảng Cộng sản bây giờ này, những người ở Thanh Hóa, Nghệ An, cái băng của họ, cái băng đảng của họ nó mạnh lắm. Còn tôi nhắc đến cái băng đảng của quê Nam Định tôi ấy, thì hình như nó bị diệt hết rồi thưa chị. Chị thấy nhưng mà trước nó mạnh lắm đấy anh, cách đây mấy chục năm nó mạnh lắm đấy. Mới gần đây chị biết là Đinh Thế Huynh sửa soạn làm tổng bí thư phải không ạ? Vâng. Mới gần đây chị biết Đinh La Thăng cũng một thời oai lắm phải không ạ? Vâng. Rồi bây giờ Phạm Bình Minh này cũng là người Nam Định tôi đấy thưa chị. Vâng đúng rồi. Cái đảng, cái băng của Nam Định hầu như là bây giờ bị diệt rồi. Băng Bắc Kỳ Nam Định bị diệt rồi. Có đúng không? Vâng. Đều suy nghĩ như vậy có đúng không? Vâng. Còn một... Tôi nghĩ là bây giờ đúng rồi, những cái băng khác nó mạnh hơn. Băng Nam Định ấy. Tôi đã nói là cách đây mấy chục năm thì rất mạnh, nhưng mà bây giờ thì bị gọi là tan tác hoa rơi giữa đường rồi. Tan tác hoa rơi giữa đường. Những người ta cứ bảo tôi là ông...
Phan Văn Khải, Phan Văn này, Phan Văn kia, có các ông Nam Định các ông cả. Mà hôm qua có người họ nói sắc mách tôi là Nam Định của các anh mình thì vứt đi rồi, không còn gì nữa. Tôi nhắc đến ông Phạm Bình Minh là vì có người nói ông ta bị rớt đài. Thực ra chưa chắc ông ta có vào tù hay không, nghĩa là chưa biết. Ông ta bị rớt đài vì dạ chưa biết, bây giờ chưa biết. Nhưng mà chắc chắn họ cho anh ta nghỉ rồi, nhưng mà có người... Tất nhiên rồi, nghỉ thì là chắc chắn rồi. Nghỉ là chắc chắn rồi, trên giấy tờ rồi. Nhưng mà tôi đang hỏi với chị, có người nói với tôi, người trong nước, người công an nói với tôi là một phần nữa anh ta bị nghỉ là có dính líu đến thái độ của anh ta đối với Trung Quốc. Vì anh ta là con của Nguyễn Cơ Thạch. Để suy nghĩ như vậy nó có đúng với người chúng ta nói như vậy tôi, có đúng hay không thưa chúng ta Nguyễn Nguyên Bình? Tôi cũng như anh thôi, tất cả những cái là mình chỉ đoán thôi chứ làm sao mình biết được những cái chuyện đấy nó có thật hay không. Thế tôi cũng có cảm giác như thế. Nếu tôi hỏi chị bây giờ lặng lẽ nghĩ lại trong 12 tháng qua, điều gì có ý nghĩa nhất đối với chị và điều gì có ý nghĩa nhất mà chị nói là chúng tôi là người Việt Nam mà có ý nghĩa nhìn về trong nước thưa chúng ta Nguyễn Nguyên Bình? Nhìn về trong nước thì đấy, tôi rất là buồn là tất cả những các cái cảnh tượng này nó cứ xáo trộn bát nháo lên tất cả, hay dở thật hư nó thế nào mà cuối cùng bây giờ từ trên xuống dưới chẳng biết là đâu là thật đâu là giả nữa, không biết là những cái việc rồi ví dụ nói là chống tham nhũng thì nó thật sự có kết quả hay là nó lại là cái hậu quả của một. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với chúng ta Nguyễn Nguyên Bình. Lâm Phương sẽ nối lại những giây phút chót cho chương trình này. Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với chúng ta Nguyễn Bình. Thưa chị, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay. Tôi rất là vui được chị nối lại được để chị có lời chúc mừng năm mới đến toàn thể người Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước năm 2023. Thưa chúng ta Nguyễn Bình. Vâng, như thế là bây giờ còn có độ khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa thì là sang năm mới ở bên Việt Nam rồi anh ạ. Thì tôi xin gửi lời chúc mừng, trước hết là chúc mừng anh. Xong rồi đó thì chúc mừng tất cả đồng bào ta ở hải ngoại và tất cả những khán giả mà thường xuyên là bạn nghe đài của anh. Thì chúc năm mới này, ngay cả nước Mỹ bây giờ cũng đang là hồi phục và phát triển thì sẽ gặp những cái may mắn chứ không có bị vừa rồi tôi nghe bên Mỹ là nó có một cái tai nạn về bão tuyết lớn lắm phải không anh? Dạ đúng ạ, thưa chị, đúng. Rồi, đấy thì tôi mong là kể cả đồng bào miền Việt Nam của mình ở bên ấy cũng như ngay cả những người bạn Mỹ, người ta cũng phải vượt qua những các cái khó khăn trong cái thời gian mà đại dịch Covid rồi thì vừa rồi là có những cái tai gọi là thiên tai ấy. Thì chúc tất cả mọi người là an lành, may mắn.
Cảm ơn chúng ta Nguyễn Nguyên Bình đã đến với chương trình Từ Cách Đông Bay một đêm chủ tịch rất là đặc biệt tại Việt Nam sẽ soạn đón Xuân. Chúng tôi cũng kính chúc lại chị cũng như toàn thể gia quyến một năm mới thật an lành, thật hạnh phúc. Và tất cả những điều gì chúng ta nói ngày hôm nay không phải là để tự sướng đâu, không phải là để chúng ta tự sướng đâu, nhưng mà đảng hãy nghe để mà tự sướng, để mà làm những cái điều như chị mới nói, để mà làm ít nhất là nếu mà là bạn với sông liền sông, núi liền núi, dù là có làm cảnh chăng nữa thì cũng hãy nên có đa nguyên đa đảng. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa chị. Chúng tôi cũng không quên để nhắc đến một cái điều vô cùng xúc động và thương tiếc, tin buồn. Chúng tôi nhận được tin buồn đối với chương trình Từ Cách Đông Bay và những anh em làm việc với chương trình này là linh mục của Dominico Nguyễn Đức Hạnh OSB, đan viện trưởng đan viện Biển Đức Thiên Tâm, đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 12 năm 2022 tại Dallas, hướng dương 54 tuổi. Chúng tôi gửi lời thành kính thân yêu đến ông cố Nguyễn Văn Nghiên, gia đình và tăng quyến. Thành tâm nguyện cầu Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Dominico về thiên đàng hưởng nhan Thánh Chúa. Và chương trình Từ Cách Đông Bay chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Đài Sài Gòn Dallas 11602M, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, không quân Lê Hải và Trinh Nguyên, tất cả đã thân mến mang chương trình này đưa đi toàn cầu. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất thành bại bóng chốc, hóa như không vào ngày cuối năm. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt Trung tá, cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Nguyên Bình. Cuối năm chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm 2003 thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Văn Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Văn Đình Minh và Trung tá cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Nguyên Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Bye.
chưa quên vòn trời. Anh ra đi mang theo tình người, một đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Bay về.